em thấy trường mình có tổ chức lễ hoa đăng thì em cũng muốn tham gia, chủ yếu là lần đầu tiên được tham gia lễ hoa đăng, cũng muốn biết lễ hoa đăng là như thế nào. Hoa đăng thì cầu chúc cho ba mẹ luôn có sức khỏe, và để các bậc con cái là luôn nhớ về và tưởng nhớ về cái đấng sinh thành của mình, về cha về mẹ của mình. Nên là em rất vinh dự khi tham gia cái buổi lễ hoa đăng này hôm nay. Thả ước mơ của mình vào trong đó, gửi gắm của nó vào trong đó. Khi mà mình thả nó tự do thì nó sẽ trở thành hiện thực. Em cũng mong muốn tới đây để cầu bình an, cầu sức khỏe cho chính bản thân mình và cả gia đình của mình, người thân, những người mà mình thân yêu.